Xin chào các bạn, đã quay trở lại với video của mình. Hôm nay mình sẽ làm một đang làm một video để cảm ơn 100 bạn đã đăng ký kênh và ủng hộ giúp mình trong mấy ngày vừa qua. Bởi vì là mình không có máy tính hay là một cái điện thoại khác nên là mình chỉ có thể chụp được màn hình để một cái màn hình cái cơ được 100 sắp thế thôi. Đối với các YouTuber khác thì 100 sub cũng không là cái gì, mà đối với mình 100 sub khá là lớn. Được 100 bạn đăng ký ủng hộ là mình rất là vui. Mình rất là vui luôn. Đấy. Vui lắm, vui từ sáng hôm nay qua đó. Từ sáng tới giờ mà nó được 60 sub mà tuyên để nó đầy đấy nhá. Mình vui như kiểu là Tết luôn đấy các bạn ạ. Đối với mọi người thì là phải làm 1.000 sub để 100.000 sub, 10.000 sub, 1 triệu sub mới là lớn, nhưng mà đối với mình thì 100 sub thì nó khá là lớn rồi. Mỗi một lượt đăng ký của các bạn thì là một động lực của các bạn dành cho mình, rất là cảm thấy vui. Mình cảm ơn 100 bạn đầu tiên đã đăng ký kênh cho bọn mình và các bạn tương lai sau này sẽ đăng ký kênh cho bọn mình nhé. Cuối cùng thì mình cảm ơn 100 bạn đăng ký kênh mình nha. Rất nhiều bạn đã comment ở dưới nhiều video làm những video liên quan đến con siêu xe Ducati. Mình sẽ cố gắng làm những cái video thú vị, video hay hơn từ con xe Ducati để cho các bạn xem. Và nhiều video hay hơn nữa cho các bạn xem nhé. Ok. Đấy, chúng mình sẽ cố gắng làm trong thời gian gần sớm nhất để cho các bạn có thể xem được video từ con siêu xe này. Bạn nhớ đăng ký để cho bọn mình có nhiều thêm nhiều động lực để làm những video hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.